nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến chính của game đấu này thôi. Đây là một game đấu mà team Nigma họ đang rơi vào thế khó khi mà Hellraiser có những cái lượt pick theo như cá nhân tôi đánh giá thì dễ đánh hơn. Trong khi đó thì Phan Nick ở đây chỉ còn cho mình một tí máu thôi. Phan Nick đang bị cưa rất đau hết mana rồi. Bị đấm và sẽ là First Blood dành cho Miracle. 1-0 nhé thành viên team Nigma. Trong game mid thì Wiha đã có cho mình được level 6 rồi. Bật tác team lên đấm thẳng đến chiếc Kasani. Kasani anh ta sẽ bị đấm đến chết ở đây. 4-0 nhiều team Nigma. Thế là AM thì được nào. Rồi Phan Nick anh ta đang bị đấm ở đây rồi. Phan Nick đã có cho mình được level 5. Nhưng Wiha đi lên được 4-1. Không trốn thì cũng phải quỳ. 5-0 dành cho thành viên bên phía team Nigma. Tạo gần đây thì người ta không còn hay chơi cái kiểu ấy nữa. Rồi Kinoptic. Rồi bên phía Roger ở đây rồi, xong rồi Roger đi rồi. Roger chắc chắn đi luôn. Không thở được. 6-0 cho team Nigma. Trong khi đó thì các thành viên team Nigma lại muốn bắt được chí Phan Nick thêm lần nữa này. Rồi Wiha đi đến chặn Isaac ra quá chính xác. Lavuna Blade luôn. Nhưng bây giờ thì đang sắp sửa đến thời điểm mà khó cho mình. Sau khi có cả Outpost nữa lăn vào chí của Phan Nick ở đây. Tiếp tục giữ chí của GS, tăng giữ chân được đôi người. Wiha săn rất chính xác, đặt tường ra đây của Daxia rồi. Tiếp tục là GS lên bảng điểm số, nhưng đằng sau đó thì các đại đơn cũng đã chết rồi. Và cái lượng đam phép từ Lina nó quá lớn, lấy được mạng của team Mersaw. Morphing cũng đi ra đây luôn, Morphing lao lên. Sau đấy đấm vào người của Wiha, săn tượt ra đây của Nick rồi. Wiha sau khi mà lên cái lốc sẽ đấm lên một cái Ethelan, dồn ta vào cái vị trí của một con Ember. Ember anh ta vẫn chưa chết. Ember anh ta có bóng hay không? Anh ta có bóng. Bad Rider bật lửa lên rồi. Bad Rider anh ta bị kết thúc ở đây. Đằng sau đó vẫn chưa có tình huống cut đến từ Roger. Cut thẳng vào chi của Lina. Lina bị dồn khá nhiều đam nhưng mà Lina anh ta vẫn chưa chết. Anh ta còn nửa máu và Roger lại là người lên bảng đầu tiên. Tìm được vị trí của GS rồi. GS có Snowball. GS có cho mình một cái ơn. Kasani anh ta đang vị trí ở đây. Morphing đã di chuyển lên rồi. GS lên bảng điểm số. KDA, đây là một cái chỉ số KDA mà nó gần như là hoàn hảo dành cho một con Animage ở thời điểm 17. Rất ít người chơi AM có thể có được cái chỉ số KDA như thế này. Rồi lao vào đây bắt đầu chịu Morphing. Morphing anh ta được dồn đa. Anh ta được ngủ lại với một cái show Embray. Có Winter Curse được tung ra. Nhưng cái Winter Curse này cũng không giúp được gì nhiều. Stun giữ chân được Bad Rider. Bad Rider của Kikoska cũng sẽ chết. Miracle bị dồn đàm đây nhưng Miracle quay lại và đấm với người Roger. Roger không thở được. Bên kia thành viên của Nigma họ đang có Roshan rồi. Roger biết là đối phương không hề có Winter Curse và Roshan luôn. Morphing cũng đang di chuyển ra nhưng mà Morphing lại stun đây rồi. Có Watt ở trên đồi ra không, nhưng mà là một stun quá chính xác sử dụng cho mình cả một cái tường ra. Chói cổ được Wiha ở đây. Câu được tường của đối phương rồi. Câu được tường của đối phương rồi. Vẫn còn đang cố gắng. Ui, stun chính xác tiếp của Wiha. Và bây giờ thì Nick anh ta còn rất thấp máu nhưng mà Jet lại đi vào hơi sâu nữa kìa. GS ơi, đi hơi sâu. GS ơi, dùng một cái Snowball. Xách cổ Nina vào, curse được hai người ở đây. Có hồi máu được người Hand of God. Tiếp tục là stun ra đến vị trí của Nick. Stun giết được vị trí của Nina rồi. Nina ta lên bảng điểm số. GS này ta cũng sẽ chết vì này. Đã được kill từ Nick. Tiếp tục đuổi theo thành viên mình đến Nick Ma Chan. Nhưng mà AM nó chạy nhanh quá. GS solo kill mid Posca với chỉ combo đơn giản. Và bây giờ thì đến cả con Winter Wyvern này cũng bị solo kill bởi Wiha. Các thành viên team Nigma họ sẽ vào Anosan chăng? Nhưng mà 20 giây thì trông có vẻ là hơi thời gian. 20 giây trông có vẻ là hơi thời gian. 7 giây nữa, 6 giây nữa thì con Red Rider này sẽ đi ra rồi. Đi đi à? Không kịp. Không kịp. Đối phương bây giờ lao vào ngay. Rồi. Đang có đánh nhau ở bên ngoài nhưng mà Timber của Phan Nick đã lao thẳng vào trong khu vực San Pit rồi. Phan Nick thì đã chết ở đây. Bay về bên phía của một con Ember Spirit. Các thành viên bên phía Hellraiser vẫn đang muốn đi ra đây để có thể là cố gắng lấy con Kien Aegis này. Liệu rằng lấy Kien Aegis này không đây? Chưa biết được lấy hay không. Lấy được Kien Aegis về phía Midposca rồi. Mất luôn Kien Aegis. Tiếp tục sẽ là một pha Winter Curse giữ chân được Lina. Nhưng mà con Ember này nó còn quá ít mana. Vậy cần phải được hai người. Ember bay bóng về được tặng một cái tường ra. Nhưng cái tường này không cản đến thành viên bên phía team Hellraiser họ di chuyển về. Thực ra thì con Ember này cũng sẽ sạch mana rồi. Con Ember trông rất giống sẽ phải chết ở trong tình huống này. Ember không còn một tí mana nào. AM liệu rằng có blink lên hay không? Như vậy là AM quyết định là sẽ không. Đánh một cách an toàn. Ember kể cả có chém để có thể né cái pha chém đến từ Miracle nhưng không thể nào mà làm ăn được gì cả. May ra thì có con Winter Wyvern. Miracle anh ta đang bị đấm mất khá là nhiều máu. Có điều thì Miracle cũng không sợ lắm. Nhưng mà có blink. Nhưng mà như thế nào Wyvern thì chả có gì để bắt lại được cái con AM cả.
tiếp tục với những thằng người Timber ăn một cái ơn hai vào người, hồi rất nhiều máu luôn. Simon được tung ra lao thẳng vào đây, Winter cất vào cái vị trí của GS rồi. GS này ta bị burn khá nhiều mana nhưng như thế là chưa đủ, tiếp tục sẽ có một pha mà chói cổ được AM ném vào bên trong. Nhưng bây giờ từ hai người trong hàng rồi và sẽ lấy được khoảng một Mad Rider thôi. Winter bên đây ta còn cho mình một nửa máu, nhưng sau đó thì Morphe ta ăn một cái ơn hai. Morphe ta không bật được cho mình meta style ra, bây giờ bật meta style ra nhưng đã phải quay đi về. Và Ember của Cassidy ta buộc phải bay bóng ra ngoài, nhưng bây giờ ta đang bị giữ chân lại với một cái stun đến từ con xe tàu. Và con Ember này ta bay bóng ra được, Nick bị phát hiện ra đây rồi. Nick anh ta sẽ chết trong tiếng này với một pha stun đến từ Quy Hà. Team Nick mà họ lấy được hai con hero rất quan trọng của Hellraiser. Mid Mosca buộc phải sử dụng một cái Clipper Cape để trốn, và các thành viên Team Nick mà họ lao vào với một nàm đệ trông quay hết cả một số thứ đấy. Cassidy bay vào trong này nhưng Cassidy cũng đang bị dí. Roger mới hiện ra, Miracle ta còn được một nửa máu, bên này được ba người đây rồi. Manavoy chết luôn chứ Roger. Mid Mosca cũng chết sau một tình huống mà We Ha anh đẩy phượng, và team Nick mà sẽ có cho mình một đây đầu tiên. 30 năm rồi lao thẳng vào đây đập vào mồm của một Winter Wyvern. Winter Wyvern anh ta bốc hơi, Miracle chém rất đau, bay bách ra được Winter Wyvern. Chúng ta trở lại được hai người, double kill Miracle khi anh ta lấy được mạng của Fandix. Roger đi ra cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Roger bị phát hiện ra được khu vực Liberty để cứu đây rồi. Vẫn chưa Winter cut, cut được hồi chiếc của Lina. Lina bị Miracle chém đau quá, Lina chết rồi. Miracle lấy mạng của We Ha, nhưng bây giờ thì Miracle anh ta cũng nằm xuống luôn ở đây. Bay bách ra của We Ha, GS đang phải chạy nhưng mà bị ăn một cái Clumsiness, và đó là mạng dành cho Fnatic. Big Mao sẽ di chuyển về sau khi mà ăn được thêm một lên nữa. Tiếp tục đánh nhau luôn, phát hiện chữ Ember rồi. Ember mới bay bách nhưng không có bay bóng rồi. Mà Miracle bị dồn khá nhiều đam ở đây. Sau đó thì GS này đang bị đấm rất đau bởi Lynx. GS này ta đã phải lên bản điểm số rồi. Miracle sẽ sử dụng cho mình cái Blink và di chuyển về thôi. Ember bay lên, liệu rằng có chém cho được ai không? Nhưng con Ember này nó đang bị dí vào. Bây giờ được hai người. Dập xăng quá khó chịu đến từ Kuroki và con xe tàu. À, sau đó thì Nyx anh ta cũng đang bị đấm hóa thân thành con Armor. Nhưng bây giờ thì Nyx anh ta buộc phải sử dụng cái form của Morphling để có thể là quay về. Săn giữ chân tiếp tục được Nyx ở đây. Nyx anh ta sẽ bị đấm đến chết bởi Miracle thôi. Manavoy ra, ba tiếp tục một của Nyx luôn. Nyx anh ta bị lấp lên bởi We Ha và sẽ có một pha săn giữ chân lại được cái con Morphling này. Morphling bắt buộc phải bắt ra nếu như anh ta không muốn thua. Miracle chỉ có ai thôi. Là ngay lập tức sẽ có một cú đây rồi. Sao người ta chơi điện tử với? Đánh vừa đấy. Lao vào đây đấm một chín cồn tử luôn. Góc tăng những chân lại được mix thôi xong rồi. Hôm nay mới bay bách. Được rồi. Đều một đều chứ gì nữa. Mà từ nay mà không ăn được nữa thì thôi đấy. Trông mấy ông Nigma trông mỏng như ve. Trông con DK cứng cứng nhưng mà con DK nó đi off thì làm sao mà có đồ. Dưới cái khu vực lên boss này thì sẽ là Dragonite đi cùng với cả một con Clock. Bên phía các thành viên Hellraiser trên top lên họ đang muốn lấy mạng của Miracle. Miracle đang còn rất thấp máu ở đây. Mid Mosca có mạng First Blood rồi. Khi mà cái con support này nó có được cho mình đủ cái lượng tiền và tí nữa nó xuống cùng bên boss kia nó hỗ trợ cho Morphling thì cái lượng nam phép của team từ từ nào. Kuroki này vẫn đang bị đấm nhá, từ từ nhá. Kuroki rất có khả năng là sẽ phải chết ở trong tình huống này. Có cho mình một điểm vào Fortune nữa nhưng mà đấm tay thôi cũng đủ. Hellraiser họ lấy cho mình hai mạng. Bên boss tiếp tục đánh nhau rồi là cái vị trí của Tuska. Tuska anh ấy bị dồn quá nhiều đạn. Lượng nam phép bên phía team Nigma cũng không hề nhỏ. Dragon Tail vào được vị trí Oracle. Oracle anh ta đang cố gắng chạy đi. Nhưng chạy kiểu gì nhỉ? Cái lượng nam đến từ GS và cái lượng nam đến từ Green Shock nó là đủ lớn để kết thúc mạng của Mid Mosca. 4 đều cho team Nigma. We Ha còn rất thấp máu đây. Nhưng di chuyển ra đây của Kuroki. Slow lại vị trí của Roger. Roger ăn một cái Inkswell. Và sẽ có một pha mà lọc cọc, không đúng hơn là co giật một người Roger. Roger ta lên bảng điểm số luôn. Killing spree bên dưới GS. My Control đã có được form rồng. Kuya thậm chí là còn đêm Linh trước luôn. Tham gia vào những cái cuộc liên hoan sát thịt cho nó thoải mái. Còn đứng ở bên mãi để xem được làm gì đó. Vị trí của Timber So, Timber ăn một cái Phantom Embrace vào.
Phết Edic dính chữ Ember. Ember bị lăn Snowball, nhưng bây giờ thì sao, lượng dồn đam nó là quá lớn. Đặc biệt vị trí Ultimate Sword, Roger bị giữ chân lại đây. GS đi ra rồi, nhưng chặn cái Isaac khá đẹp bên phía của Roger. Như Kasani, nhưng mà Roger thì lại là một con mồi rất ngon. Roger thì lại là một con mồi rất ngon. Combo ở đây rồi, Snowball vào. Nhưng là bắt hai người thôi, chứ không phải chỉ bắt một người đâu. Mid Vodka anh ta bị dí gần chết, nhưng mà Roger là người chết đầu tiên. Tiếp tục là Mid Vodka, Killing Spree cho Guiha cũng như Miracle. Các thành viên team Nick mà họ đánh cho Hellraiser không kịp thở. Guiha bị dí đây rồi. GS vừa có một pha hook shot trông rất là dở hơi. Nhưng mà Roger anh ta cũng phải đến số so với Quay ra, đấm chết được Guiha. Miracle bay vào đây, tìm được Oracle. Oracle có chiều hướng level 6, đã có Fulmurit từ trước đó rồi, và bây giờ đang full down Fulmurit. Và chắc chắn là Miracle anh ta sẽ lấy được cái mạng của một con Oracle rồi. Tôi nghĩ là sẽ tìm những thành viên khác, đối thủ khác lao ra đấm một vị trí của Phan Nick, là sẽ có một cái Fulmurit được biết nếu cần thiết này. Đấy, có một quýt ngay, tiếp tục là sẽ có đối diện tôi. Nhớ đơn giản của anh ấy đang sử dụng một cái Inkswell đến từ ra, nhưng mà sân quyền sau đến từ Kasani. Rồi Nam lấy được bằng Miracle, rồi Miracle bay back ra, rồi Nam lấy được luôn cả mạng của thanh niên Nick Spin đứng thành viên Hellraiser. Phần Nick anh ấy chỉ có cho mình 1/2, 1/3 lượng máu thôi, nhưng Nick Ma đã chết cho mình tới 3 người và mất một cái back ra. Miracle bắt buộc phải di chuyển về, Miracle mất còn một cái bóng nữa, nhưng chặn một cái Isaac là rất đẹp. Mind Control anh ấy giữ chân lại đây, bắt mình tác đi lên đấm liên tục người của Mind Control. Trong khi đó thì Mid Vodka vẫn chưa chết. Vodka bây giờ anh ta mới bảo điểm số, giữ chân lại được vị trí Miracle. Miracle đang bị sai lưng và Miracle lên bảo điểm số rồi, nhưng Guiha đã đến với một cái đề xô rồi ra vị trí của Cassidy. Cassidy anh ta sẽ có blink đi được. Double kill dành cho Phan Nick. Team Nick mà họ mất hai người, nhưng Guiha chỉ một Maelstrike lấy luôn mạng của Phan Nick rồi. Roger đang bị giữ chân lại ở đây, nhưng Roger sử dụng Isaac là khá đẹp. Nhưng nên nhớ rằng là Guiha anh ta có cho mình dùng blink. 4 người bên team Hellraiser lên bảng điểm số. Từ từ nào, nghe từ từ nha. Ali đang gọi cho mình một kiểu. Rồi, sử dụng cho mình thế một cái pha mà sâu vai hai người, tiếp tục còn sai được đôi người đây rồi. Phá mất đáp thử Miracle, Miracle cũng đang bị sai lần, nhưng mà sau đó Kuroki đang còn thấp máu quá. Guiha lấy được mạng của một con Tuska, tiếp tục giữ chân lại được Team Assault. Anh ta ăn một cái Vessel vào người, và Team Assault đã lên bảng điểm số. Bay back ra đây của Kuroki, cố gắng dí vị trí của Nyx, không biết là có tìm được anh không. Đây, tìm được vị trí của Nyx rồi, ngay tức Meta Spy ra luôn. Nyx anh ta bị giữ chân lại, được Google Green lên. Bây giờ thì Miracle anh ấy bị ăn một cái Ultimate Level vào người. Nhưng các thành viên về team Nyx 3 họ vẫn đang muốn đuổi, và Nyx anh ấy còn cho mình rất là thấp máu, bị ăn Silent, bị cóc đẩy ra, không thở được. Morphling bị hút shot trúng, và sẽ có một pha mà Dragon Tail vào, di chuyển lên đây của Kuroki, nhưng mà bên phía đối phương thì cũng đã đi lên rồi. Có lẽ là các thành viên về phía team Nick mà họ cần phải đùi lại một chút, bởi vì dù sao bây giờ cũng đang không có sự hỗ trợ đến từ Ember. Nick anh ta cũng chạy rất nhanh, 3 giây nữa, 2 giây nữa sẽ có waveform. Không phát hiện được. Trốn ra ngoài rồi, không phát hiện được rồi, có mình. Nhưng ở đằng sau thì đã có dồn đam vào cái vị trí của một con Queen of Pain, chẳng bay bóng vào đây. Vừa mới bảo là không phát hiện được xong thì ngay lập tức con Morphin nó đã chết. Oracle búp một cái phone Promit dành cho Queen of Pain, nhưng mà cũng chỉ là búp phone Promit để cho Queen of Pain đi về thôi, không thể đánh nhau được. Roger cũng đã lên bảng điểm số, Miracle đi lên và sử dụng một cái gậy lốc ra, thôi xong rồi. Quyền đây là Queen of Pain đang bị dồn đam quá nhanh. Tiếp tục là Roger có Snowball, nhưng Snowball như thế này thì cũng chỉ góp phần nỗi đau thêm dài thôi. Double kill dành cho Miracle. Tôi nghĩ rằng là Miracle anh ta sẽ lên một cái Radiant để tăng thêm lượng đam, nhưng không, lựa chọn một cái Starfire luôn. Họ đang Snowball được quá nhiều trong cái game này rồi. Tiếp tục sẽ là đấm vào một mùa Team Assault, đằng sau đó thì không hề có cho mình được Phone Promise. Và sâu vai được đôi người đây rồi, Roger đi ra sau khi ăn một cái sâu vai. Như vậy là Roger sẽ sử dụng Snowball để có thể cứu được một chiếu Timber. Nhưng bây giờ thì Jet này đang bật phản lên, cần phải đi đến của Jet. Nhưng mà Roger đã có cho mình được 5 kill rồi. Tiếp tục dồn đam vào cái vị trí của con Tuska. Nhưng bây giờ Stun giữ chân lại được Morphling, và Morphling anh ta cũng sẽ chết trong tình huống này thôi. Đi đâu đây, đặt một cock ra nó quá đẹp. Morphling chết mất, đấy là 2 lần liên tiếp. Và Morphling không hề có buyback. Team Nigma họ sẽ có được cho mình một cái chiến thắng ở trong lượt đấu này chăng, hoặc là ít nhất sẽ có thêm một lane nữa. Guiha có hút the streak sau khi mà lấy được mạng của Oracle, và team Nigma đang dẫn tới 16.000 network rồi. GG, well play. Kìa, một đêm cơ mà.
Why?